Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm ngày 30 tháng 9, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 60mm, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C. Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Nam chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C. Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Phía Nam ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió Tây cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Khu vực Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C. Ngoài ra, ngày hôm nay, trên cả nước, chỉ số UV cực đại được dự báo sẽ ở ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao, đặc biệt trong khoảng thời gian từ 10 giờ đến 14 giờ.